Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả các cô chú, các anh chị yêu Lan. Thì như đã hứa mọi người thì tối hôm nay là sẽ live trực tiếp để bốc thăm cái game mà em thử nghiệm ấy. Thì nói chung là em loay hoay từ nãy giờ khoảng hơn 10 phút rồi thì không hiểu tại sao mà cái máy của em hay là cái YouTube nó đang có vấn đề gì không ấy, mà em không vào live trực tiếp được. Cho nên em đăng tạm cái clip này để mong mọi người thông cảm giúp em nhé. Thì một lát nữa nếu mà cái đường truyền của YouTube nó ổn định hay là nó có lỗi gì không hay là xử lý được thì em sẽ vào sau ạ. Mong cả nhà thông cảm giúp em ạ. Vâng. Chúc cả nhà vui vẻ ạ. Vâng.